Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 mã đề 404 à. Câu thứ nhất nè. Mặc dù cô ấy được nói là chấm chấm chấm. Nhưng cô ấy dường như không thể ngăn cản nước mắt chảy được. Vậy cô ấy được nói là giữ bình tĩnh. Vậy cô sẽ chọn câu bờ. Hold oneself together có nghĩa là giữ bình tĩnh. Câu số 2. Ở hầu hết các nước, những quyển sách và photo mà không được phép của cái nhà sản xuất, của người xuất bản thì rõ ràng đó là một cái sự vi phạm về bản quyền. Copyright là bản quyền. Thì cô chọn câu C, infringement, sự vi phạm. Còn câu A, interference, sự can thiệp. Câu B, interpretation, interpretation, sự phiên dịch. Câu D, infliction là sự trừng phạt. Câu số 3 nào. Càng nổi tiếng, cô cần một cái động từ kết hợp với lại to fame. Càng nổi tiếng ở độ tuổi càng sớm thì sẽ có ảnh hưởng tiêu cực, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tâm lý của trẻ em. Và cô chọn cô D. Ray to something có nghĩa là càng. Câu số 4. Đây là một câu về phrasal verb, cụm động từ. Thành phố biển đang chấm 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 xoay bít thêm vào mùa hè bởi vì nhu cầu gia tăng của khách du lịch, thì đang tuyển thêm đúng không? Đang cho chạy thêm. Thì cô chọn câu C. Put on extra buses có nghĩa là cho chạy thêm. Còn cô A, make up là trang điểm, là bịa chuyện. Cô B, turn out là hóa ra là. Và cô D, take off là cất cánh. Và nó còn có nghĩa là gì nữa? Cởi, ví dụ cởi áo, cởi mũ ha. Câu số 5. Câu số 5 là một câu liên quan tới từ loại. Thì ở đây là cô thấy có chữ skill. Kỹ năng là danh từ, thì tính từ. Mình cần một cái tính từ để bổ nghĩa cho nó. Thì câu A, social là tính từ. Vậy social skill có nghĩa là kỹ năng xã hội ha. Câu D, society, danh từ. Câu D, cordially, trạng từ. Và câu D là động từ. 6. Câu 6 ở đây, world. Đây là if loại 2 mấy bạn. Phải câu chọn câu D. Câu số 7, đây là một câu liên quan tới mệnh đề quan hệ à. Các đứa trẻ người mà bị ám ảnh bởi mạng xã hội thì có lẽ là sẽ chịu sự buồn, suy sụp và những cái vấn đề về sức khỏe. Vậy người mà chịu thì cô sẽ viết là who. Người mà bị ám ảnh. Đó, đúng không? Thì nhìn vào đây là cô thấy có câu D là nó thiếu chữ A này. Vậy cô có thể rút đi, còn lại BB. Cho cô C ha. Số 8 là một câu liên quan tới động từ. Deny là phủ nhận, thì đi với verb in. Vậy chọn cô D. Câu 9 là một câu liên quan tới tag question, câu hỏi đuôi. Phía trước phủ định, có rarely là phủ định, thì phía sau là khẳng định. Mà đây là thì hiện tại đơ. Thì cô sẽ chọn là do hoặc đơ đúng không? Trợ động từ do đơ. Và cô chọn câu 9 là câu A. Do they. Câu số 10 là một câu liên quan tới thì. Thì ở đây mình có một cái gợi ý đó là chữ after. Công thức after đó là quá khứ.
on time phải quá khứ đơn. Vậy cô chọn câu B. Câu số 11 nè. Mình sẽ chọn một cái tính từ nào hợp lý ở đây. Những cái chương trình tình nguyện này mục đích đó là cung cấp giáo dục cho những trẻ em ở những vùng xa xôi. Cô chọn câu B. Far flung, ở những vùng xa xôi. Còn câu A, far reaching là ảnh hưởng sâu rộng. C, far fetched, khó tin. D, far sighted là viễn thị hoặc là nhìn xa trông rộng. Câu số 12 là một câu về modal verb, cụm động động từ khiếm khuyết. Họ đang ở sân vận động, họ đã ở sân vận động với chúng tôi tối hôm qua. Vì vậy họ không thể ở nhà hát vào lúc đó được. Cô chọn câu D. Không thể. Tiếp tục câu số 13, 14 nào. Adam và Chen đang ở căng tin của trường học. Thì Adam sẽ Would you like a cup of coffee? Bạn có muốn uống một ly cà phê không? Thì người kia mới trả lời là yes, please. Vâng, cảm ơn. 14. Jenny và Jimmy đang nói về giáo dục ở trường đại học. Tôi nghĩ rằng đây là một câu về đưa ra ý kiến đấy bạn. Đưa ra ý kiến thì người kia phải đáp lại là đồng ý hay không đồng ý, đúng không? Tôi nghĩ rằng có bằng đại học là cách duy nhất để mà thành công trong cuộc sống. Thì người kia mới đáp lại là tôi không đồng ý, chấm. Có rất nhiều người thành công mà không có bằng đại học. Vậy cô sẽ chọn câu C. Tôi khá là không đồng ý. Còn riêng câu D, tôi không thể đồng ý nhiều hơn, tức là tôi hoàn toàn đồng ý. Chưa? Lỗi câu D. Tiếp tục mình sẽ qua hai câu về opposite, từ trái nghĩa nè. Câu 15. Mặc dù chuẩn bị rất là cẩn thận, nhưng ứng cử viên lại got cold feet khi được hỏi những câu hỏi thách đố và đưa ra câu trả lời không có thỏa đáng cho lắm. Thì người này như thế nào đây? Có cold feet có nghĩa là kiểu như là mất bình tĩnh, đúng không? Là bối rối gì nữa. Khi được hỏi những cái câu mà thử thách. Vậy trái với nó sẽ là gì? Câu A là bị sốt, chưa đúng. Câu B là tự tin, hợp lý, trái nghĩa mà. Còn câu C lo lắng. Câu D trở nên hiếu thắng. Câu 16. Giành giải thưởng giải nhất ở trong cuộc thi toán học quốc gia là một cái thành tựu lớn nhất mà anh ấy nhận được khi ở trường học. Achievement là thành tựu. Vậy cô sẽ chọn câu A, failure, sự thất bại. Câu B là thành công. Câu C là sự hiểu biết. Và câu D là sự hoàn thành. Tiếp tục mình sẽ qua hai câu về từ đồng nghĩa. Đã đến lúc ngày càng nhiều chiến dịch sâu hơn được initiated để mà bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên khắp thế giới được đưa ra, được bắt đầu, đúng không? Nhiều chiến dịch nên được bắt đầu. Vậy bằng nghĩa với nó sẽ là gì? Introduce. Còn câu A là xây dựng lại. Câu B là adapt. Adapted là gì? Thích nghi.
con có C cải thiện. Câu số 18 nè. Đội đã tham gia một cái cuộc thi với cái sự tự tin rất là lớn. Sau khi nhận được một cái lời khuyên như thế nào từ coach, từ huấn luyện viên, một lời khuyên sâu sắc đúng không? Hợp lý. Thì nhìn vào đây là cô thấy các cô A tentative, thăm dò, chưa đúng. Cô B sensitive, nhạy cảm. Cô C audible, có thể nghe thấy. Và cô D sensible, hợp lý. Vậy cô sẽ chọn cô D. Tiếp tục câu số 19 và câu số 20. Cô A nào, 19A, meet A, tract A, beat A, sit A. Vậy mình chọn bờ. Câu 20 đây là cách đọc về sờ, a sờ đúng không? À, thì mình đã học rồi. Cách đọc sờ hoặc a sờ như sau. Chân sợ xấu, sợ già ghê. Khi mà mình thêm a sờ vào thì mình sẽ đọc là is. Phải kính trọng thầy. Khi mình thêm sờ thì mình đọc là sờ. Và còn lại khi mình thêm sờ mình sẽ đọc là yes. Thì ở đây mấy bạn có thấy có câu A là wonder, có chữ R nè. Còn lại mình đọc là yes. Problem có chữ M là còn lại nè, đọc là yes. Câu C có chữ N, còn lại mình đọc là yes. Và câu D có chữ T, phải kính trọng thầy, mình đọc là sờ. Chọn câu D. Tiếp tục mình sẽ qua câu số 21 và 22. Stress, nhấn âm. Sắc không huyền nặng. Câu A nè, president. President à, không đứng trước huyền này, mình nhấn âm 1. Opponent. Opponent không đứng trước huyền, nhấn âm 2. Assistant thì dấu sắc đứng đầu mấy bạn nè, dấu sắc đứng đầu, nhấn âm 2. Companion có cái đuôi on từ sau đó trước hai âm, nhấn âm 2. Cô chọn câu A. Câu 22A nè, obtain không đứng trước nặng nè, nhấn âm 2. Perform không đứng trước huyền này, nhấn âm 2. Affect dấu sắc đứng đầu nè, nhấn âm 2. Happen dấu sắc đứng đầu nè, thấy không, dấu sắc nè, nhấn âm 1. Vậy chọn của cô đi. Tiếp tục mình sẽ qua hai câu dùng từ nối để nối vào cho hợp lý ha. Anh ấy đã hoàn thành ước mơ đi du lịch thế giới. Anh ấy quyết định có một công việc và ổn định định cư. Thì ở đây cô A là mình thấy là mình thấy là dùng câu điều kiện if gì nữa. Thì nếu muốn viết if thì mấy bạn sẽ dùng if loại 3. Thứ nhất là loại 3 thì nhìn vào hợp lý nè. Nhưng mà khẳng định phải đưa về phủ định và ngược lại. Thì mình phải dịch là nếu như anh ấy không hoàn thành ước mơ thì anh ấy không quyết định có công việc và không định cư. Thì ở đây nó thiếu chữ không. Không mấy bạn nè, thiếu cái not nghe, thiếu not. Vậy cô loại câu này đi. Câu điều kiện là mình phải giả sử ngược lại mà. Câu bờ à, thì mình thấy có having bb đứng đầu câu. Đây là cấu trúc rút gọn của after. After quá khứ hoàn thành, quá khứ đơn á. Sau khi hoàn thành xong cái việc đi du lịch khắp thế giới thì anh ấy quyết định có công việc và định cư. Hợp lý ha. Còn câu C là gì? Mặc dù anh ấy đã hoàn thành cái việc ước mơ đi du lịch nhưng anh ấy không quyết định, có chữ nó ở đây làm sai. Và câu D, bởi vì anh ấy quyết định có công việc và định cư nên anh ấy không hoàn thành ước mơ. Sai nghĩa luôn. Rồi, tiếp tục vào câu số 24 nè. Cô ấy đã trình diễn rất là tốt ở lễ hội
Và chúng tôi bây giờ mới biết rằng cô ấy là một cái người có tài năng nghệ thuật. Thì ở đây mình thấy cái câu A là nó có cấu trúc gì đây? Tính từ, ác hoặc dâu, chủ ngữ động từ, đúng không? Các bạn có biết ở đây là công thức gì không? Tính từ, ác hoặc dâu, chủ ngữ động từ. Đây là công thức mặc dù. Đây mình sẽ dịch câu A là mặc dù tài năng nghệ thuật của cô ấy, nhưng mà chúng tôi không biết cô ấy lại trình diễn xuất sắc ở lễ hội. Thì ở đây với từ không biết là bị sai nghĩa rồi ha. Câu B, Hollywood. Đây là công thức vừa mới thì. Chúng tôi vừa mới biết cô ấy có tài năng nghệ thuật thì cô ấy trình diễn rất là tốt. Thì sai nghĩa luôn. Câu C, mặc dù cô ấy trình diễn rất là tốt ở lễ hội, bây giờ chúng tôi không biết cô ấy là một người có tài năng, không biết là sai nghĩa. Và D, but for là nếu không. Nếu cô ấy không trình diễn xuất sắc thì chúng tôi sẽ không biết được cô ấy có tài năng. Đây là câu điều kiện mấy bạn. Điều kiện loại 3. Điều kiện loại 3 với lại loại 2. Điều kiện hỗn hợp thì sao là nó dùng loại 2 này. Hỗn hợp là hợp lý tại vì phía trên này là quá khứ này. Phải đưa loại 3 này. Còn nào này hiện tại là mình phải đưa loại 2 này. Vậy 24D là đúng. Rồi mình sẽ đi qua 3 câu. Sửa lỗi sai nào. Câu 25. Nhìn vào là mình thấy có chữ France số nhiều. Thì câu B. Span này phải bỏ ad đi, động từ số nhiều luôn. Câu 26, cấu trúc x word that. Đây là một cấu trúc về nhấn mạnh. Thì vào năm 2014, Tràng An, cái quần thể kiến trúc Tràng An đã được UNESCO công nhận, đúng không? Thì ở đây là cô phải cần một cái cụm trạng từ chỉ thời gian. Cô thêm vào. In the year 2014. Câu 27. Câu 27 là liên quan tới một cái danh từ bị sai nghĩa. Thì trước mắt cô dịch này. Ở đây là nó dùng verb in, chứng tỏ là hai chủ ngữ giống nhau nên người ta rút gọn. Còn verb in thì mình lấy cái chủ ngữ ra mình dịch này. Nhà văn đã rút ra được kinh nghiệm riêng của mình về tâm lý và nhà văn đã minh họa thành công lên một cái nhân vật hay thay đổi. Với chấm 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 tâm trạng thì ở đây cái từ mà alternative có nghĩa là với sự thay đổi, với sự thay thế chứ, với sự thay thế. Alternative là sự thay thế tâm trạng, nhưng mà cô không cần cái từ này mà cô sẽ đổi cái từ alternative này nè thành một cái từ khác, đó là sự thay đổi chứ không phải là sự thay thế, là sự thay đổi về tâm trạng, sự xen kẽ về tâm trạng. Sang cả sự thay đổi. Được chưa? Rồi, tiếp tục có 28 nè. Tôi xin lỗi, tôi đã không hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Và cô chọn cô D. Apologize là xin lỗi. Còn cô A, deny là phủ nhận. Cô B, tiếp. Và cô D, refuse, từ chối. Mình sẽ qua câu số 29. Rất nhiều người nghĩ rằng cái quy định mới sẽ khuyến khích mọi người sử dụng năng lượng ít hơn. Và ở đây là mình thấy chủ ngữ 1 mấy bạn nè. Động từ 1 nè. Chủ ngữ 2. Động từ 2. Vậy đây là cấu trúc gì đây? Liên quan tới câu bị động khách quan đúng không? Thì cô nhắc lại cái công thức câu bị động khách quan cho mấy bạn ha. Câu bị động khách quan là có công thức như thế nào? Đây là câu chủ động. Thì đi khi đi qua câu bị động thì mình thứ nhất là mình dùng chủ ngữ giả x. X, B, 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 Z. Rồi mình chép lại cái phía sau X2, V2 vô.
Cách thứ hai là mình đưa cái chủ ngữ hai ra. Be to. Nếu như hai cái động từ này nè, V1, V2 mà cùng chịu thì mình đưa V2 xuống là nguyên mẫu. Nếu hai động từ cùng chịu thì. Còn nếu như F1 V1 với lại V2 này á, mà là ngược chịu thì á, thì mình sẽ đưa V2 xuống là half of VB. Ngược chịu thì. Thì nhìn vào đây là cô thấy đầu tiên là cô xét câu A. Câu A chưa? Cô sẽ xét câu C với câu D trước chủ ngữ. Nó dùng chủ ngữ là X này. Thì nhìn vào cái câu C này là gì? X, Y, Thoth, That nè. Rồi chép hết lại cái vế đằng sau. Nhưng mà nó lại bị sai một cái, đó là nó dùng chữ Less chứ không phải dùng chữ More à. Vậy sai nghĩa đúng không? Rồi cô loại câu C. Câu 2 này là cô lại thấy là câu D chứ. Câu D là cô lại thấy là nó dùng là world thought là sai, vì trên D nó dùng thing là hiện tại mà. Vậy loại luôn. Bây giờ còn A và B thì mình thấy người ta đưa cái chủ ngữ 2 ra nè. Câu B, người ta đưa cái chữ the new regulation ra trước nè. A thought to encourage lower consumption of energy. Những cái quy tắc mới được cho là khuyến khích việc tiêu thụ năng lượng ít hơn, hợp lý ha. Còn câu A vì sao lại sai? Cái việc tiêu thụ năng lượng ít hơn được nghĩ là dẫn đến cái quy tắc mới là sai hả? Vì cái quy tắc mới này là mới dẫn đến cái sự tiêu thụ năng lượng ít hơn chứ, nó bị ngược cái nghĩa rồi. Loại câu A. Câu 30 nè. Cấu trúc it takes thời gian to động từ nguyên mẫu là mất bao lâu để làm gì? Thì cô sẽ chọn câu A. Cô ấy mất 1 tiếng để lái xe đi làm. Và cô ấy thường dành 1 tiếng để lái xe đi làm. Rồi mình sẽ qua bài tiếp theo. 31 tới 35 là một cái bài về bài đọc. Điền vào chỗ trống gồm có 5 câu ha. Rồi. Bây giờ đi vào câu 31 của cô nè. Câu 31 là người ta cho đáp án là who's which that who. Đây là một câu về mệnh đề quan hệ. Thì mình thấy cái chữ chỗ 31 có chữ results. Kết quả thì cô sẽ chọn là câu B. Vật con giáp là không bao giờ đi với dấu phẩy nha mấy bạn. Câu 32 là một cộng cái động từ kết hợp với từ story and study, cuộc nghiên cứu. Vậy sau khi tiến hành một cái cuộc nghiên cứu với 102 học sinh, để tiến hành là cô chọn câu A. Conducting a story a study, tiến hành. Còn câu B, carrying là mang, là vác. C, combo này là sáng tác. Concern nó là quan tâm. Câu 33 là một câu về giới từ mấy bạn. Thì ở đây là mình thấy có cái gì đây? Các đứa trẻ được cho là 4 tháng để luyện tập piano và thời gian chơi chấm 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 và phần mềm máy tính được thiết kế mới với 27 điểm cao hơn vào môn toán. Thì chơi gì đây? Chơi với đúng không? Chúng sẽ chơi với một cái phần mềm máy tính. Tiếp tục câu số 34 nè. Câu 34 là mình cần một cái động từ hợp lý mấy bạn. Thì manipulate là có nghĩa là vận dụng. Câu B, accumulate, tích lũy. C, stimulate, khuấy động, kích thích. Và câu D, accommodate, thích nghi.
34 này là gì? Cùng lúc đó thì một thì cái chương trình máy tính cho phép những đứa trẻ giải quyết toán học, những câu đố toán và toán học để mà thúc đẩy cái khả năng chấm 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 hình học ở trong đầu óc. Phải thúc đẩy khả năng gì? Vận dụng đúng không? Vận dụng hình học ở trong đầu óc. Và vận dụng là câu 34 là câu A. Câu 35. Cái việc tìm kiếm này là rất là ý nghĩa chấm chấm chấm. Nó thúc đẩy cái môn toán à. Cái việc chia đúng tỷ lệ này. Môn toán fraction cũng là tỷ lệ luôn. Là một cái điều kiện tiên quyết cho cái việc học toán ở mức độ cao hơn. Thì cái việc tìm kiếm này là ý nghĩa bởi vì đúng không? Bởi vì cái sự đúng tỷ lệ này là điều kiện tiên quyết cho cái việc học toán cao hơn. Phải có chọn câu B, because. Rồi. Tiếp tục mình sẽ đi qua câu 36 tới câu 42. Một cái bài đọc liên quan tới 7 câu dễ ha. Bây giờ cùng coi thử là nó hỏi cái gì ở câu số 36 trước đây đã. Cái bài đọc lúc nào nó cũng có một cái câu như vậy. Đây. Which could be the best title for the passage? Tiêu đề hay nhất cho bài văn này là gì? Thì mình đi tìm đoạn đầu tiên, dòng đầu tiên cho cô. Đây, chính là câu 36. Được chưa? Dòng đầu tiên đoạn 2. Và dòng đầu tiên đoạn 3. Mày cùng dịch với cô nè. Khi chúng ta gặp một người lần đầu tiên thì chúng ta thường sẽ quyết định về người đó dựa trên hoàn toàn là cái cách mà họ nhìn như thế nào. Và cái bạn này đang nói tới là cái ngoại hình của cái người đó đúng không? Khi chọn áo quần mỗi ngày, do đó nó rất là quan trọng để nghĩ rằng bạn có thể gặp ai, bạn dành thời gian với ai và bạn sẽ làm điều gì. Đó, tức là mình sẽ chọn áo quần như thế nào. Tiếp, một số màu sắc thì sẽ mang lại một cái màu tự nhiên cho cuộc sống và những màu khác thì mang lại một cái ngoại hình rất là sạch sẽ. Vậy cái màu sắc đúng không? Vậy bài này đang nói tới cái gì? Mình xét câu A rồi nè. Tạo một cái hình tượng phù hợp cho bản thân. Tạo một cái hình ảnh phù hợp cho bản thân là cũng phải hợp lý nè. Tức là mình sẽ chọn như thế nào, màu sắc như thế nào à. Còn câu B, chọn một cái đồ, một cái bộ đồ mà phù hợp với lại là đi làm, kinh doanh. Chưa đúng. C, judgment là đánh giá. Đánh giá về ngoại hình của một người nào đó thì nó chỉ là khúc đầu thôi. Còn khúc sau nó phải gợi ý cho mình là chọn màu sắc đồ như thế nào nữa mà. Và câu D, chọn một cái hình ảnh chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp thì chưa đúng. Rồi, tiếp tục câu số 37 nào. Coi thử người ta hỏi cái gì nha. Đây, câu hỏi số 37 là theo đoạn 1. Vậy mình sẽ cũng đi tìm cái đoạn 1 với cô. Đây là đoạn 1 nè. Theo đoạn 1 thì mọi người có cái negative reaction, tức là phản ứng tiêu cực về người khác. Bởi cái gì? Thì cô đi tìm ở đoạn 1 là cô thấy có cái từ ở dòng thứ 3 nè, có cái từ negative reaction nè. Vậy mình sẽ quyết định từ chỗ đây ghép cho tới dấu chấm, chính là đáp án của câu 37. Mình sẽ có một cái ảnh hưởng tiêu cực đơn giản là bằng cách mặc áo quần nó không phù hợp. Khi mà ai đó mặc đồ không phù hợp là mình sẽ phản ứng tiêu cực với người đó. Vậy nhìn vào đây thì cô có cái đáp án của câu A nè. Nó y chang luôn đúng không? Để chọn câu A nè. Rồi tiếp tục qua câu hỏi số 38. Người ta hỏi cái gì nè?
ở đoạn 2. Mình sẽ đi tìm ở đoạn 2 đây. Từ outfit ở đoạn 2 nói tới cái gì? Rõ ràng rằng ở một cái mức độ thực tế thì một số cái outfit nó sẽ phù hợp với những cái loại hoạt động khác nhau. Và outfit ở đây là áo quần đúng không? Nó phù hợp với những cái hoạt động khác nhau. Vậy câu 38 này là cô sẽ chọn câu C. Set of clothes. Outfit tức là quần áo, giày, mũ. Tức là áo quần mình mặc. Chọn qua câu số 39. 39 tiếp tục người ta cũng là hỏi cái ở đoạn 2 luôn. Đây, not mention, không đề cập ở đoạn 2 nha. Không đề cập. Bây giờ mình đi tìm câu A rồi nào. Nơi chốn mà bạn dành thời gian. Thì cô thấy ở đoạn 2 á, dòng thứ 2. Đây. Where you are going to be spent. Có từ where là nơi chốn đúng không? Ở đâu tức là nơi chốn. Đây là câu 39A. Và câu này có. Mình không có chọn. Câu 39A, câu này có nha. B. Các loại nhiệm vụ mà bạn thực hiện. Thì ở đoạn 2, dòng thứ 2 luôn. What tasks you are likely to perform. Đây là 39B. Câu này có luôn. C. Quan điểm của người khác về sắc đẹp. Thì câu này cô không phải có trong bài. Cô chọn câu C. Và câu D, người mà bạn gặp. Câu này có. Ở đoạn 2, dòng thứ nhất. Hu. Tới dấu phải. Người mà bạn có thể gặp. Câu 39 dễ ha. Rồi, tiếp tục mình sẽ qua câu 40 nè. Câu 40 là ở đoạn 3 mấy bạn. Đây, đoạn 3 của mình đây. Nói cái gì? Cái từ over ở đoạn 3 nói tới cái gì? Một số màu sắc thì sẽ mang lại cái màu tự nhiên cho cuộc sống. Và những cái khác, tức là những cái màu sắc khác cái gì nữa. Câu 40 này cô sẽ chọn câu B. Colors. Và câu 41 nè. Từ reappraising ở đoạn 4 nói tới cái gì? Thì đây. Reappraising hình ảnh của mình thì là không ích kỷ. Bởi vì mọi người sẽ liên lạc với bạn. Những người mà giao tiếp với bạn thì sẽ ảnh hưởng từ cái điều đó. Vậy reappraising hình ảnh của mình tức là như thế nào? Câu A, xem xét lại hình ảnh của mình. Câu B, nộp đơn lại hình ảnh của mình. Hay C, nhắc nhở hình ảnh của mình. Hay là D, nhớ lại hình ảnh của mình. Thì cô chọn câu A hả? Xem xét lại hình ảnh của mình. Đó. Câu cuối cùng của bài đọc dễ nào. Theo cái giáo sư Albert thì cái ảnh hưởng mà chúng ta tạo cho người khác, cho nhau thì phụ thuộc chủ yếu vào cái gì? Thì mình đi tìm ở đoạn cuối với bạn. Đây, giáo sư đây. Từ đây cho tới hết. Đây là đáp án của câu 42. Thì cô dịch nè. Giáo sư Albert, người mà đã chỉ ra rằng ảnh hưởng mà chúng ta tạo cho người khác á, thì phụ thuộc 55% vào cái cách mà chúng ta nhìn thấy và cư xử, 38% là vào cái cách mà chúng ta nói, và chỉ có 7% là những gì mà chúng ta thực sự nói. Đó. Thực sự nói. Vậy cái câu 42 này mình sẽ chọn đáp án nào? Người ta dùng từ manly là chủ yếu. Phụ thuộc chủ yếu vào cái gì? Thì đây 55% thì phụ thuộc vào cái cách chúng ta nhìn và chúng ta cư xử đúng không? Chính là câu 42A. Chỉ có 38% là những cái gì mà chúng ta nói như thế nào thôi. Còn lại là cái gì mà chúng ta thực sự nói. Bài 42 là A. Bây giờ mình sẽ đi qua bài đọc khó nữa. Bài đọc khó từ câu 43 tới câu 50 nè. 8 câu cuối cùng.
À, thực bài này cũng rất là khó mấy bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái câu đầu tiên là câu số 43, người ta hỏi cái gì nè. Lúc nào vậy, lúc nào cũng vậy, có một cái câu đầu tiên. Đây. Bài văn này nói về cái gì? A. Những cái thái độ khác nhau đối với những hành vi xấu, nói về thái độ. B. Moral lesson, những cái bài học đạo đức. Từ cái việc coi thể thao. Hay là C. Tầm quan trọng của tinh thần đồng đội trong thể thao. Hay là D. Ảnh hưởng của những người chơi thể thao đối với trẻ em. Thì cái câu 43 này là mấy bạn tìm của dòng đầu tiên. Yeah. Dòng tiếp theo. Dòng đầu tiên của đoạn 2. Dòng đầu tiên của đoạn. Tiếp theo. Và dòng đầu tiên của đoạn tiếp theo. Rồi chúng ta cùng dịch nè. Trong khi xem thể thao trên TV thì cơ hội đó là trẻ con sẽ thấy được những cái người chơi nó gian lận, tantrum, fighting, abusing official, và có những cái ba cái từ này liên quan với nhau, có những cái sự đánh nhau này, sự lạm dụng của chính quyền đó. Các bạn này đang nói tới là cái việc coi thể thao và đứa trẻ thấy được cái điều gian lận đúng không, của những người chơi. Tiếp theo, bố mẹ có thể làm gì về điều này, tức là liên quan tới là ba mẹ sẽ dạy con cái từ cái việc xem này là như thế nào đúng không, rút ra được điều gì đúng không. Tiếp, một cái điều khác đó là tập trung vào những gì những người bình luận nói. Tuy nhiên các đứa trẻ sẽ học đó. Tiếp theo là tuy nhiên các đứa trẻ sẽ học từ cái việc xem TV, đó là không phải lúc nào nó cũng tiêu cực, và ba mẹ cũng nên chắc chắn là sẽ đề cập tới những cái vấn đề về tích cực nữa. Phải suy ra cái bài này đang nói tới cái việc bố mẹ đúng không, dạy con cái như thế nào thông qua những cái bài học. Bố mẹ sẽ dạy những cái bài học thông qua coi thể thao trên TV đúng không biết đó. Thì cô nhìn vào đây là cô thấy câu A là thái độ khác nhau là sai này, câu B là bài học đạo đức đúng, còn cái này là tầm quan trọng của tinh thần thể thao thì chưa hợp lý ha, và ảnh hưởng của người chơi thể thao đối với trẻ con. Rồi tiếp tục mình sẽ qua câu 44 ha. Nó là đoạn 1, vậy cô sẽ lùi lại đoạn 1 cho mấy bạn xem. Đây chính là đoạn 1. Người ta hỏi cái gì? Cái từ boosted ở đoạn 1 gần nghĩa với từ gì? Đây. Thì cô dịch zip message này cho tới dấu chấm. Đây là chính là câu số 44. Cái thông điệp này thì sẽ được booster hơn bởi một cái sự thật rằng. Vậy cái thông điệp này được như thế nào? Được củng cố đúng không? Được làm cho rõ hơn bởi một cái sự thật rằng. Đó, vậy cô sẽ chọn câu B. Reinforced, củng cố. Còn câu A, inspire là truyền cảm hứng. Câu C, trình bày. Và câu D. Tạo năng lượng. Tiếp tục câu số 45 nè. Theo đoạn 1, vậy mình vẫn đi tìm ở đoạn 1 nha. Những cái hành vi mà xấu á, thì sẽ được trình bày, sẽ được phơi bày ra bởi những người chơi, thì sẽ dẫn đến trẻ con nghĩ rằng. Vậy cô đi tìm cái từ misconduct này ở đâu nghe chưa? Khiến trẻ con nghĩ điều gì ha? Câu 45.
nó ở đoạn 1 dòng thứ 2, 4, 5 mới được, dòng thứ 5. X lúc cho tới dấu chấm nha cô. Như cô dịch nè. Nó trông như thể rằng cái việc gian lận và những hành vi xấu, tức là misconduct, nó sẽ là một cái cách hợp lý để mà có được những gì chúng ta muốn. Có nghĩa là mình gian lận, mình chơi xấu thì là một cái cách nó cũng rất là hợp lý khi mình muốn chiến thắng, đúng không? Khi mình chiến thắng thì mình có thể dùng những cái chiêu này. Thì ở đây là gì? Hành vi xấu được chơi, được thể hiện bởi những người chơi thì sẽ dẫn đến cho những trẻ em nghĩ rằng nó mang lại kết quả không được mong muốn là sai. B, nó là một cái cách có thể chấp nhận được nếu như muốn thắng game. Đúng. C, nó cần thiết trong hầu hết bất cứ game nào. Chưa hợp lý. Và D, nó thì không có lợi cho tất cả những mối quan tâm. Chưa hợp. Nào, tiếp tục câu số 46 nè. Nó biểu mình đi tìm ở đoạn 2 mới được. Đoạn 2 nè. Đây. Đoạn xem câu hỏi thứ ngay. Theo đoạn 2, bố mẹ nên dạy con cái gì thông qua việc xem thể thao? Thì cái câu 46 này cô thấy ở dòng cuối cùng của đoạn 2. Nó quan trọng cho mọi thành viên, cho những cái thành viên làm việc cùng với nhau. Điều quan trọng là như vậy. Vậy cô sẽ chọn thứ nhất, cô A. Cô A nghĩa là gì? Cái việc gian lận này thì được áp dụng bởi hầu hết những cái người chơi thể thao. Chưa đúng. B, cái phần trình diễn của một người có giá trị lớn hơn hành vi của họ. Chưa đúng. C, sự hợp tác là một yếu tố chính, yếu tố quan trọng đối với sự thành công của bất cứ loại nào. Ở đây cô thấy có chữ collaboration là sự hợp tác, tức là làm việc cùng nhau đó. Và câu D, một đội mà có những người chơi xấu thì không chiến thắng. Thì chưa đúng ha. Mình sẽ qua câu số 47 nè. Cái từ in đậm ở đoạn 4. Vậy mình đi tìm ở đoạn 4 mấy bạn. Đây. Có ý nghĩa gì? Câu A, mình đi coi thử, dịch trước cái câu này nè. Từ however cho tới dấu chấm luôn ha. Đây là câu số 47. Tuy nhiên, các đứa trẻ học được điều gì từ việc xem thể thao thì không phải lúc nào cũng tiêu cực. Và bố mẹ cũng nên chắc chắn sẽ mà cực nữa. Và cũng nên nói đúng không? Nên đề cập tới cái mặt tích cực nữa. Câu A này có nghĩa là khuyến khích. Câu B, làm thành hiện thực. Câu C, highlight nhấn mạnh. Và D, củng cố. Vậy ba mẹ cũng nên nhấn mạnh cái điểm tích cực nữa, đúng không? Rồi. Câu 48, từ they ở đoạn 4 nghĩa là gì? Đây. Họ có thể tập trung vào, vậy họ ở đây là gì? Những cái đóng góp được thực hiện bởi những người chơi. Thì ở đây là phía trước này nè. Cô lại thấy cái từ đây nữa nè, họ nên nè, nhấn mạnh cho đứa bé nè, rồi họ nên tập trung. Vậy họ ở đây là ai? Là parent, đúng không? Ở đây parent should make sure nè, bố mẹ cũng nên chú ý nè. Đó, vậy ở đây là câu 48 là cô sẽ chọn là cái từ đây. Đó, chính là ba mẹ nha.
Câu 49, cái nào sau đây không được đề cập? Tức là sẽ có 3 cái đề cập, đúng không? Và một cái không. Thì mình đi tìm câu A thử, nói thử có cái đề cập không nào. Câu A là gì? Những cái hành vi xấu từ những người chơi thể thao thì không bị phạt, mặc dù có sự có mặt của chính quyền. Thì cô tìm thấy ở cái đoạn thứ 3 mấy đứa. Đoạn thứ 3. Đoạn 3 này. Dòng thứ 2. Đây là câu 49A. Còn về cơ quan chính quyền, nếu như họ để người chơi trốn thoát với một cái sự phạm lỗi sạch á, thì ba mẹ có thể thảo luận điều này với con cái liệu là có đúng hay không, và ảnh hưởng của nó đối với trận đấu này là gì. Suy ra là đôi lúc á, thì người chơi cũng có thể thoát được lỗi, đúng không? Không bị phạt. Vậy cái câu get away with, thoát khỏi, tức là không bị phạt, nó bằng nhau. Vậy câu này là đúng nè. Không chọn. B. Nhiều người chơi thể thao thì sẽ giúp những người khác có được một cái hình ảnh đẹp của chính họ. Câu này cô không thấy có trong bài, không đề cập. Còn câu C. Một cái người chơi mà có hành vi tốt á, thì sẽ có một cái sự nổi tiếng tốt giữa những đồng đội, khán giả và truyền thông. Người chơi tốt là sẽ có những cái nổi tiếng tốt. Câu 49 này á, là cô nhìn thấy nó ở đoạn cuối mới đấy. Đoạn cuối nè. Rồi. Dòng thứ 2. Dòng thứ 3 luôn này. Well behind nè. Tới dấu chấm. Những người chơi tốt á, thì không chỉ là với những đồng đội mà còn sẽ rất là tốt với lại ai nữa, còn có cái sự nổi tiếng tốt với ai nữa, khán giả cũng như là truyền thông, đúng không? Cái câu 49 bờ này nè, không có. Câu 49 C chứ, không có. Rồi câu 50 nè. Phản ứng của cái huấn luyện viên và người quản lý khi đội thua thì sẽ là một cái sự giáo dục về cái giá trị rất là lớn, có một cái sự giá trị rất là lớn về giáo dục. Thì ở đây mình thấy có coach, manager, lose. Phản ứng của những người này sẽ là một cái giá trị về giáo dục. Đó, thì cô thấy cái câu 49D này nè. Câu 49D nó nằm ở đoạn 3. Đoạn thứ 3. Đây. Mình thấy cái coach này, manager này. Chính là câu 49D. Hãy nhìn vào những cái phản ứng của huấn luyện viên và người quản lý. Họ chấp nhận thua với cái sự tự hào tốt, hay là sẽ la mắng thể hiện một cái hành vi xấu. Thì bố mẹ có thể sử dụng điều này để nói về thái độ chiến thắng hay là thua, để nhắc nhở trẻ con này. Đó, vậy có, nó cũng là một cái giá trị mang tính giáo dục rất là lớn, đúng không? Đó, câu này có. Rồi, tiếp tục câu số cuối cùng, câu số 50. Câu này là câu khó mấy bạn. Cũng khó luôn. Câu 50 nè. Có thể suy luận được điều gì từ bài văn này? A. Những người chơi giỏi thỉnh thoảng sẽ thể hiện những cái tình cảm rất là mạnh sau khi chiến thắng hoặc thua. Thì cái câu này cô đi thấy ở chỗ đoạn cuối á. Đây. Đoạn cuối nha. Dòng thứ 2, 4, 5, dòng thứ 5. Một đứa bé sẽ nhận ra rằng người chơi sẽ có cái cách cư xử tốt thì sẽ không hả hê khi chiến thắng, cũng như là sẽ không hờn dỗi khi thua. Không hả hê mà cũng không
hờn dỗi là bình thường gì nữa, mà ở đây nó nói là có cái cảm xúc mạnh. Vậy sai. Câu B, truyền thông có xu hướng sẽ tập trung hoặc là nhấn mạnh spotlight sẽ nổi bật nhiều hơn đối với người chơi mà có hành vi sai trái hơn là những người mà có hành vi tốt. Tức là người nào mà sai trái nhiều đó là cái truyền thông này nó hay tập trung vào người đó nhiều hơn. Và ở đây con thấy là dòng cuối cùng. Bờ. Nó nói cái gì ở đây? Bố mẹ nên cho con cái tập trung vào những cái điểm tích cực hơn là những cái những cái trò hề của những hành vi xấu, nhưng thường nó được publicize. Publicize có nghĩa là làm cho thiên hạ biết đến nhiều hơn. Tức là những cái hành vi xấu này, nhưng mà thường nó lại được biết đến nhiều hơn, đúng không? Đó, thì chính là câu B. Truyền thông là thường là nhấn mạnh lên những cái hành vi sai trái hơn là những cái điều tốt. Vậy cô chọn câu B ha. Còn câu C là gì? Những cái người mà chơi tốt á, trong trận đấu thì thể hiện một cái hành vi không thay đổi khi họ không chơi. Ở chỗ đoạn cuối này, dòng thứ ba từ dưới đến nơi đếm lên thì cô thấy có chữ là không chơi nè, đúng không? Ở dòng thứ tư từ dưới đếm lên, đây là con 50C. Cha mẹ thì phải nhấn mạnh vào những cái người mà cư xử tốt với chính họ trong cuộc sống cá nhân và những cái việc làm tốt mà họ làm cho những người khác khi không chơi. Khi không chơi thì nên tập trung vào những cái công việc tốt mà họ làm cho người khác. Thế còn cô C là gì? Nó nói là nó thể hiện một cái tính cách không đổi. Cái gì, nó là hành vi tốt thôi chứ không phải là không đổi khi không chơi. Và câu D, người chơi có thái độ tốt thì sẽ góp phần lớn hơn vào Patrick. Patrick ở đây là chi phí hoặc là ngân sách. Người chơi mà có cái hành vi tốt là sẽ có góp phần vào cái ngân sách của người khác. Thì ở đây là cô thấy cái đoạn cuối này nó cũng không có đề cập gì, cả bài này cũng không đề cập gì tới ngân sách ha. Vậy cô không chọn con này. Đó. Vậy câu 50 sẽ là câu B. Mấy câu này khó ha. Cô đã giải xong cho mấy bạn 50 câu rồi.